Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình, Mithen Z đây. Và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Jurassic World, công viên khủng long. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video cho mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và ở đây thì chúng ta sẽ có cái gì đây? Có rất là nhiều con khủng long mới nhưng mà hầu hết phải mua này. Ví dụ như con Bách này chẳng hạn này, phải mua này, nhưng mà toàn con ngon thôi, toàn những con dinosaur mới nhất có thể trong này, hầu hết phải mua bằng tiền anh em ạ. Cái này nó không bán bằng đô la nhá, nhưng mà bán đô la thì quá hời luôn cho chúng ta. Rồi thì chúng ta đang up cái con đó chính là quang long, chúng ta đang làm cái con quang long này đây. Không biết là chúng ta có mấy con quang long rồi, hiện tại mình có mới có một con thôi à? Ồ, thì hôm nay mình sẽ làm cái con quang long này nha. Mình sẽ tiếp tục là up nó, con này còn lâu mới nở ra được quang long à? Đây, quang, à không phải quang long mà là Utahraptor chứ, đúng không? Chính xác là Utahraptor thì đúng hơn. Cho có thêm một con Utahraptor nữa này. Như vậy là ta sẽ có hai con Utahraptor. Chúng ta sẽ cho nó ăn lên. Đây, cũng sẽ cho ăn lên này. Utahraptor tiến hóa khá đẹp anh em ạ. Evolution mất khoảng free. Level đầu tiên của cái mấy con đội hiếm là C này thì nó sẽ free nha anh em ơi. Rất là rẻ luôn. Cho thêm một con level 11 ở đây nữa và cho lên level 20. Sau đó thì sẽ cho tiến hóa lên. Sẽ mất thêm đô la. Thế nhờ. Chúng ta sẽ có một con level 30 ngay bây giờ. Khá là nhanh. Đấy, cho đây nha. Xong luôn này. Một con Utahraptor level 30. Nó đã màu khá là đẹp rồi đấy. Nhưng mà level 40 nó còn chất hơn nữa cơ. Như vậy là chúng ta sẽ cần khoảng 4 con Utahraptor nữa nha. Mình sẽ vào đây và tìm thêm Utahraptor. Đây, Utahraptor còn hai con nữa. Chúng ta tốn ít nhất phải khoảng là tầm khoảng 60 đô. Đấy là còn chưa kể cái tiền mà chúng ta tăng tốc độ cơ. Một con này. Kết hợp hai con với nhau đi đã, tính sau. Cứ đủ 4 con anh em ạ, xong rồi tính sau. Pilecamimus mình đã làm xong rồi nha. Utahraptor này. Bây giờ sẽ mua thêm hai con Utahraptor nữa nha. Cho đây. Rồi, thêm hai con Utahraptor nữa nào. Đây, Guest Dino. Biết phải mua đúng không? Mình sẽ tìm tới cái hệ Carnivores. Đấy, Pyroraptor. Đấy, những con nào mua thì nó sẽ ở cuối cùng này. Quang Long này. Utahraptor sẽ tầm khoảng 200 một con này. 200 ADN thôi, nó khá là rẻ. Những con nào mà mình đã có thể mua được thì ta cứ làm đi thôi. Rồi, chúng ta sẽ làm thêm một con nữa nha. Ở phía này, Guest Dino này. Và chúng ta sẽ tìm tới hệ ăn thịt, đó chính là Carnivores ở bên này. Tìm luôn đến con... À, nó ở phía sau cơ. Đây đây, 200 ADN. Khá là tốn đô, kém đô la đấy. Rồi, chứ đợi thì hơi lâu. Đợi này nó sinh sản ra được hơi lâu. Chúng ta cho lên này. Level 10. Đó, và chúng ta sẽ kết hợp một cách free thôi. Level đầu sẽ là free. Những con này sẽ free, còn những con nào bắt đầu từ Ray trở lên thì nó sẽ mất tiền nha. Mà nó chỉ tốn đô la thôi mà, đô la thì kiếm có vẻ khá là dễ thôi, không quá là khó. Chúng ta sẽ còn một con Utahraptor ở phía nữa này. Và cho nó ăn lên level 10, xong rồi cho nó tiến hóa lên cùng một lúc luôn, không được. Như vậy là ta sẽ tốn thêm một ít ADN nữa, không vấn đề gì cả. Đã xong này. Rồi, chúng ta sẽ có hai con Utahraptor level 20 với nhau và cho kết hợp với nhau nào. Đó, được luôn anh em ạ, đỡ phải tốn đô la, rất tuyệt. Bây giờ chỉ còn cho nó lên level 40 thôi là xong. Và sau đó sẽ chuyển làm thêm những con mới thôi. Đơn giản thôi mà. Đó, 60 ADN mất 30 đô la để ui, mình có 50% rồi. Ai chà. Ghê phết nhỉ. Ui, vẫn chưa đủ anh em ơi. Creation Lab thêm một phát nữa này. Bây giờ thì mới được. Ui, tôi phải vài trăm đô đấy. Rồi, chúng ta có Utahraptor. Ui, đẹp chưa anh em? Nhìn như con gà vậy ta. Xanh đỏ tím vàng, các kiểu, các loại màu luôn. Chất lượng thật đấy. Rồi, thế mình sẽ cho mang vào trong đấu trường mình đánh nhau với nó luôn. Dù con này test luôn anh em ạ. Đây, hình dáng thật sự của nó đây anh em. Chiêm ngưỡng chưa? Đấy, nhìn trông rất là hài. Đó, đây tất cả những hình dáng thật sự của nó đây anh em. Bé tí nhỉ. Nhưng mà màu sắc thì rất là đẹp. Phải nói như vậy. Bảy màu đấy. Đủ các loại thể loại màu. Giống như kiểu dạng đột biến vậy ta. Khá là dữ. Cái này khá là dữ. Đẹp phết.
Rồi. Chúng ta sẽ có thể lấy được thêm mỗi thức ăn từ cái này, phần thưởng khi đèn lên các 40. Uầy, uầy, uầy. Để cho anh em. Đẹp mà, phải đẹp mà. Rồi, chúng ta sẽ lấy thức ăn nha. Phần thưởng này. Có thêm được một ít đô la nữa, hai brick thì nó sẽ tạo ra được một con Spinoraptor, nó kết hợp với một con Spinosaurus level 40. Đây, ở phía này thì chúng ta sẽ nhận thưởng thôi. Vào trong cái này có khi còn nâng cấp được nữa hay sao ấy. Đây này. Chúng ta sẽ nhận thưởng chưa đủ nha. Chúng ta có Tozian, có Utahraptor rồi. Bây giờ ta sẽ làm con Natsu Ceratops. Con này thì hiện tại mình mới có một level 20 thôi. Mình sẽ dạng 4x của nó đây này. Natsu. Ui, Natsu đẹp thế cả. Natsu sao chưa làm đúng không? Nó là hệ Ray à? Rồi mình sẽ làm bây giờ con hệ lá này. Và nó là hệ Ray đúng không? Natsu Ceratops. Ngày mai ta sẽ làm con này sau. Nó là hệ Herbivores này. Chike, Tozian, Natsu à? Natsu mình có 8 con. Ui, thoải mái anh em ạ. Nhưng mà nó up hơi lâu đấy. Cái này phải up rồi, không thể nào mà dùng đô la được, nó rất là tốn kém luôn. Phải up rồi. Rồi chúng ta sẽ lấy thêm ADN nữa ở đây này. Chúng ta sẽ lấy full luôn, không tính sau. Rất nhiều luôn đấy. Các thể loại ADN, các thể loại vàng chứ. Đây, cái này thì nó khá là rộng đấy, phải nói khá là rộng. Chúng ta sẽ làm xong cái nhiệm vụ ở đây và kiếm được thêm một ít đô la. Đây, mission đã xong này. Mission là tối qua chưa xong này. Cái phía dưới này là cái gì đây? Chúng ta cũng đã xong luôn rồi này. Như vậy là mình có tất cả những con hệ C40 rồi nha anh em. Rất là tuyệt. Đó. Cái này hình như cũng xong luôn rồi. Sử dụng mà cái tiêu xài đô la để kiếm được ADN đỏ đây mà. Hello world. Hello world. Ok. Nó vẫn chưa cho mình à? Chưa cho mình luôn kìa. Mình sẽ lấy một cái pack free luôn bên này đã. Đấy, mystery pack. Thêm ADN, thêm GW, 15 điểm GW nữa đây. 8k8. Rồi ok, mình sẽ vào trong phần battle và phần event. Ở đây thì hôm nay có event gì? Booster battle event này, còn nhiều nhiệm vụ lắm. Cái này là sẽ trong vòng 2 ngày cơ thì mới gọi là cần thiết này. Cái này Carnivores nhân 2. Chúng ta sẽ lấy cái này trước đi. Những cái nào mà nó sẽ thời gian ấy. Đây. Hai con hệ băng thì ta sẽ dùng ba con hệ hang động, nhưng có vẻ như hang động mình hơi ít thì phải. Đây này. Ồ, hang động có một đầy. Vấn đề là cho chưa cho ăn lên thôi. Rất nhiều đằng khác. 391 này, một con tăng cơ này. Andrew Sartus một con này. Yes, Andrew Sartus cũng level 20 rồi. Con đấy cho lên level cũng được đấy. Rồi. 196 à, con này sẽ làm tăng cơ vậy nha. Đối phương sẽ tấn công ngay giờ đây. Xem nào. 1 à, như vậy là phát sau thì nó sẽ có tối đa là 3 lần. Mình cứ thủ 2 thôi, được. Nó chỉ có tấn công ra 196 đam thôi. Nó cũng chẳng đổi đâu được. Tấn công hay phòng thủ lại, ôi tấn công 2 lần luôn ạ. Phát sau nó sẽ có tối đa là 3 lần là mình sẽ thủ 2 thôi. Và để dành 1 lần như thế này là mình chắc chắn sẽ không thể chết được. Clitoron 3. Còn một lần nữa. Ok. Xem nào. Nó chỉ còn một lần thôi nha anh em. Mình sẽ để dành 4 lần và tấn công nó một lần như thế này là chắc chắn là chúng ta sẽ thắng. Rồi, 68. Chạy đi đâu? Clitoron 3 lần này. 821 đam. Khá là ghê. Andrew. Nó dùng mấy lần nhỉ? Mình quên mất tiêu nó dùng mấy lần rồi anh em. 36. Rồi. Tấn công 4 lần thì cũng được. Đấy, may quá. May mà chúng ta đánh vẫn đủ nha. Andrew Sartus. Con này là tên chúng ta dùng đấy. Mà nó chỉ có level 20 thôi. Một con chó rừng 4 lần này. Tấn công không? Tấn công 4 lần luôn à? Con voi ghẻ. Mấy con này nhiều hay ta. Hài hài. Rồi, chúng ta sẽ có Megatherium đối đầu với Deniotherium. Full lực luôn. 8 lực luôn. Hơi mất thời gian nhỉ. Hình như cái này sẽ là 3 trận đúng không? Megatherium 4k8 luôn này. Quỳ luôn. Đỡ thế nào được? Không có cơ hội để mà đỡ được con này nha.
Chúng ta kiếm thêm được khoảng là 40 ADN nữa đây. Cenozoic Butter còn 2 trận nữa kìa. Ui, vì sao này sẽ ba con hệ Savanna, cho phải chọn ba con hệ Snow. Nhưng mà nó đam rất là to nha anh em. Không biết có đánh được không đây. Marsupial Lion chúng ta sẽ có ba con, hai con Marsupial Lion và con Voi. 161. Hai đòn thì nó sẽ hơn 300. Mình sẽ thủ rồi. Coi đẹp nhờ, Enrico Seros. Mình không có con này. Nó tấn công nhỉ? Có lẽ là nó sẽ để đòn để giết mình chăng? Có lẽ là vậy. Đối thủ một này. Và sau nó sẽ có 3 lần nha anh em. Mà nếu nó dồn 3 lần thì mình sẽ chết. Chắc chắn luôn. Uầy, không chết rồi, may rồi. Như vậy mình sẽ đủ đòn để đánh nó. 4 này. Và tấn công một này anh em. Tấn công. Ui, Enrico Seros tấn công 3 lần, 4 lần. Có lẽ sẽ tấn công cả 4. Ồ, không tấn công à, càng tốt. Mình tấn công thôi anh em. Đơn giản. Nó thủ 2. Enrico. Đấy, có 3 con nữa anh em ạ. Để cho Marsupial Lion giết là xong. 6 này, hay lắm. Nó hết thủ rồi đấy. Con voi đã chết rồi. Marsupial Lion chỉ cần 2 lần thôi anh em ạ. Đã đánh thắng rồi. 1, 2. Chúng ta sẽ thủ mấy đây? Thủ 2 nha. Hy vọng là nó sẽ tấn công theo kiểu là tấn công 3 lần thôi thì mình còn đỡ được, chứ tấn công 3 lần thì 4 lần thì có lẽ sẽ chết. Ui, chết thật ạ. Rồi, khó chơi nhỉ. Không sao, chúng ta vẫn sẽ đủ thôi. Chúng ta cần khoảng là 1, 2, 3. Xong rồi mình sẽ thủ. Có lẽ là nó sẽ tấn công theo kiểu là 4 lần đấy anh em. Đây rồi, như này vẫn đủ. Chúng ta vẫn sẽ đủ đam để giết nó trong tuần sau. Nếu mà nó thủ thì cũng chưa biết thế nào được. Chưa biết thế nào đấy. Tấn công không? Ô, hay thật. May nha. Chúng ta lường trước là nó sẽ tấn công 4 lần mà anh em. Giết luôn. Enrico Seros này. Con hươu khổng lồ này. Mình chưa có con Enrico ấy nha. Không biết là lấy ở đâu đây. Chắc là sẽ có một cái sự kiện nào đó để lấy nó thôi. Rồi, chúng ta sẽ một trận cuối cùng đây. Bây giờ sẽ là tất cả những con Kevin. Cho mấy con này ăn lên đi. Con Dolesius gì gì đấy này. Chúng ta hoặc là kết hợp với nó cũng được. Dolesius hoặc là kết hợp với con này được. Sacrosuchus này cho lên level 10 đi. Chúng con ăn đồ đồ ạ. Ăn đồ đồ nhé. Tiến hóa này. Ồ, mất thời gian rồi. Không thì cho cái con kia lên cấp đi cũng được. Đâu rồi? Đâu nhỉ? Con này à? Ơ, con này cho ăn rồi. Có một con. Đây đây, con này, con này. Con này cũng sẽ là một cái giống loài khác. Nó hơi khác con kia một chút thôi. Đấy. Ăn cỏ kiểu. Rồi, chúng ta sẽ vào trong event. Vào trong cái này. Vào trong cái này và chọn, đó chính là Kevin. Đây, con này, con này và con này. Hai con hi-ay đôi đòn đủ cân hết bọn kia rồi anh em ạ. Loại xịn đây, loại 209, 209 đam. Mình là 211 máu. Có thể đỡ được một đòn. Đấy, hay. Con này sao simi đôi đòn thì con này không ăn được mình rồi, chắc chắn luôn. Máu rất là thiếu luôn này, nhìn xem. Dù tận hai con kia thì nó hơi ngáo nhỉ. Rồi sẽ để dành 3 lần nha. Có lẽ là này sẽ tấn công và giết được mình đấy. 4 lần này. Ồ, nó sẽ dùng cả 4 lần luôn. Đoán rồi mà. Đây rồi, tấn công anh em ơi. Đa một cái kia khủng khiếp, một chuyền một con thôi là đủ thắng rồi ấy. Không cần phải đến hai con đâu. Đa một nó chỉ tầm khoảng 200 thôi. Marsupial Lion sẽ có 4 lần này. Là tấn công hay không? Đấy, mình nên thủ một thôi. Ok, nó không tấn công. Nó không tấn công thì chúng ta cũng sẽ tấn công nó thôi anh em. Xem nào. Nó thủ mấy? Thủ có một này. Ăn thế nào được mình? Mình cân cả ba luôn anh em ơi. Marsupial Lion phát cuối cùng. Nó sẽ có là 7. Ui, thế mình đai rồi. 7 lần thì mình đai. Ây chà. Nhưng mà mình vẫn còn một con cuối cùng nữa. Vẫn còn một phương án dự phòng nữa. Để giết nó. Tấn công. 3k4. Rất khỏe. Rất là khỏe nha.
Rồi chúng ta sẽ được một gói pack và trong này sẽ chứa cái gì? Đô la và một con Tapezara. Thề luôn là đen. Không có cái gì nhọ hơn cái này luôn. Ok. Mắc nhọ luôn. Rồi. Còn hai cái này event này thì sẽ chơi sau này. Một cái thì nó sẽ ra được có cả Ray, có cả Super Ray, nhưng mà nó sẽ là nhân 3 nhá. Carnivores phải yêu cầu là một con Carnivores nhân 1. Carnivores là đó chính là con này đúng không? Rồi một con khả năng là tăng cơ Gorgosaurus, mỗi con đánh một trận thì cũng được. Cái này ngày mai thì nó mới kết thúc cơ. Gorgosaurus và Rironas Rajatega toàn con khỏe. Một con này, xong đó sẽ là chọn hai con hệ nước và đây là xong amphibian. Hai con hệ nước châu bò xong ngay. Booster chọn một cái linh tinh. Confirm này, 300.000 nha. Nó yêu cầu là một con hệ ăn thịt nên mình sẽ để dành đòn cho mấy con này. 300 rồi đấy. 600 à? Uầy, đang to thế. Gorgosaurus này trông thế. Công không xem nào, hai lần luôn à? Nó muốn giết mình thì mà. Ok, phát sao nó có hai lần và nó cũng không thể giết mình được luôn đâu. Để dành một lần và thủ một lần như thế này quá hợp lý. Gorgosaurus tấn công luôn. Úi chà chà, ghê đấy. Bây giờ sẽ có 4 lần rồi anh em. Ok, tấn công luôn anh em ơi. 1, 2, 3, 4 này. Và để được thêm 1 lần nữa, giết được con Gorgosaurus này luôn này. Gorgosaurus này tội gì không giết. Đam rất là to này, để đấy phí. Đi Lithronas. Chà, con này trước như bao giờ luôn đấy. Đẹp thế, mới à? Loại mới thì sao ấy, đúng không? Như vậy nó sẽ còn một lần thủ đấy anh em, tối đa là một lần thủ nữa thôi. Chúng ta sẽ dùng hai lần để đó đủ đam này, và 3 lần này. Xong ngay, trận này khá là dễ dàng. Khá là dễ dàng anh em ạ. Rajatega 4 lần. Tấn công không? Tấn công hay là thủ đây? Ghê phết nhỉ, con Rajatega này. Ây chà. Ghê phết. Mình sẽ dùng tấn công hết lực luôn thôi anh em. Là thắng luôn rồi. Đơn giản. Nó chỉ có thủ một thôi mà. Mỗi cái này mình sẽ đánh một trận nhá. Thì ngày mai nó sẽ có thể là kiếm được cái pack này. Tại vì là cái gói này nó sẽ, thời gian nó sẽ hơn một ngày cơ. Chúng ta cần phải đợi hồi mấy con khủng long để đỡ tốn đô la. Đấy là một cái trận hai Carnivores này. Carnivores phải nhân với 2 cơ. Ái chà, Carnivores cũng cần Carnivores luôn. Oh yeah. Nó khá là khỏe nha anh em. Đây, hai Carnivores đây anh em. Có ngay. Và một con amphibian. Thế thôi. 300.000, cái này không được dùng cái booster cơ. Uầy. Rajasaurus hơi yếu nhỉ. Yeah. Nó chỉ là có con Ray thôi. Nhưng mà level 4x. Một luôn. Uầy, nó sẽ còn lại là 3 lần có lẽ sẽ không. Nó thủ chỉ còn 2 lần thôi. Tấn công không? Switch on Mimus xem nào. Ok, như vậy là phát sau nó cũng khá nhiều đấy, khá nhiều đòn đấy, nó sẽ là 4 lần. Tấn công thì mình không chết được. Mình dùng đòn cho hai con sau là xong. Ok, bây giờ là thoải mái đi. Xem nào, 2 lần để tấn công, 2 lần thủ à? Nó sẽ có 4 lần này, tấn công 4 lần đi. Tốt rồi, mình sẽ chiến thắng luôn anh em ạ. Suchomimus này. Bây giờ mình phải giết nó, mình có 8 lần đây. 1 này, 2 này, 3 này. 1583, 1586 phải 4 lần. Nó chỉ có 2 con anh em ạ, nó khá là dễ. Khá là dễ dàng, 2K4 xong ngay. Phát cuối cùng đánh mất thời gian phết nhờ. Không phải là đùa được. Cái này tính toán nó lâu ấy. Thua rồi, chết rồi. À không phải, con này chết thôi. Thua thì thua sao được, mình còn một con Mastodon mà. Mastodon sau rớt phía cuối cơ mà. 8 lần này, chạy đi đâu. Rồi, rồi. 9K3, thắng luôn anh em ạ. Xong ngay. Và rồi thì chúng ta sẽ kết thúc nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Jurassic World Công viên khủng long. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye. Chờ thức ăn đã.